Dạ vâng em Tùng, xin chào anh em. Hôm nay em về cái cưa lọng của hãng Ryobi. Thì cưa lọng này hàng từ Mỹ về và nó new trầm trầm. Cái thân máy này giá là 2 triệu đồng. Thì cái thân máy nó mới trầm trầm nha anh em. Mã của nó là B2B5231. Thì nó sản xuất cái đát của nó là 2020 và nó sử dụng chung ở pin 18V của anh em. Có đá lưỡi luôn. Và điều chỉnh tốc độ. Những anh em nào đã có pin và sạc rồi thì mình mua thân máy new trăm trăm về và hàng đúng của Mỹ về thì mình sử dụng chung hệ pin của nó thôi. Và nó có ba cấp độ này, bốn cấp độ không này là thẳng và các nhựa, các gỗ, các ván luôn. Đó, thì nó đá lưỡi luôn nha anh em, nó có đá lưỡi ở đây, không là nhuyễn này. Lên một đá lưỡi thêm một chút xíu, và lên ba em Tùng cảm ơn anh em. Thì cái cưa lọng new trăm trăm của Mỹ về giá 2 triệu. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình.